sổ đỏ, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và rất nhiều tờ rơi. Cùng với đó là bình hơi cay, roi điện, gậy đánh bóng chày. Đây là những gì công an thu giữ được khi bắt giữ ba nghi phạm cho vay nặng lãi và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong ngày 6 tháng 6 năm 2019, công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ Phạm Văn Thiêm, 18 tuổi, Nguyễn Anh Dũng, 23 tuổi và Hoàng Trọng Tuấn, 24 tuổi để điều tra. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, công an thành phố Mỹ Tho bất ngờ kiểm tra căn nhà trên đường Trần Nguyên Hãng, xã Mỹ Phong. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Anh Dũng và Phạm Văn Thiêm đang thuê trọ ở đây khoảng 2 tháng nay nhưng không khai báo tạm trú theo quy định. Kiểm tra trong phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 42 bộ hồ sơ vay tiền, một bình hơi cay, một roi điện, hai gậy đánh bóng chày. Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc nhanh với Dũng và Thiêm thì Hoàng Trọng Tuấn chạy đến, Công an xác định Tuấn là người hoạt động cho vay chung cùng với Dũng và Thim, nhưng thuê trò nơi khác. Kết quả điều tra ban đầu, 42 bộ hồ sơ cho vay thể hiện hơn 1,3 tỷ đồng đã cho vay, trong đó gồm có nhiều khoản tiền khác nhau với mức cho vay từ 2 triệu đồng trở lên. Theo điều tra của cơ quan chức năng phương thức cho vay của nhóm đối tượng là đưa ra 6 triệu đồng, thì người vay phải trả góp cho nhóm này là 300.000 đồng một ngày, góp trong vòng 28 ngày thành 8,4 triệu đồng cả vốn lẫn lãi. Trước khi đưa tiền cho người vay 6 triệu đồng thì nhóm này lấy lại trước 600.000 đồng. Đáng nói hơn, có trường hợp người dân đi vay của nhóm này 15 triệu đồng và đã đóng liên tục 600.000 đồng một ngày trong thời gian 3 tháng với tổng số tiền là 54 triệu đồng.